Rồi, chào mấy em nha. Thì hôm nay thì lớp mình đó là lớp tin B nha. Lớp tin B hay gọi là chuẩn đầu ra phần 2. Hoặc là gọi Excel nâng cao. Em gọi gì gọi. Rồi, thì lịch học của lớp mình đó là 18 giờ đến 20 giờ 30 thứ ba, thứ năm và thứ bảy nha. Rồi, ngày thi dự kiến nha, ngày thi dự kiến của các em sẽ là ngày 1 và ngày 2 tháng 6 năm 2024. Ngày 1 hay tháng 6 hay 14. Rồi, lịch thi á sẽ được gửi qua mail sinh viên trước ngày thi từ 2 đến 3 ngày. Đó. Hoặc các em có thể theo dõi trên các phương tiện khác, ví dụ như trang web của trung tâm tin học. Đó. Hoặc là Facebook của thầy. Hoặc là thầy sẽ gửi cái danh sách vào Zalo nhóm. Nó danh sách sẽ được gửi vào Zalo nhóm cho các bạn. Nó rồi, đối với phần 2 của mình á thi gồm có hai phần. Thứ nhất là trắc nghiệm. Trắc nghiệm này thì các bạn có 50 câu và các bạn cần hoàn thành trong thời gian là 20 phút. Đó, nên các bạn cố gắng đọc tài liệu và đọc từ bây giờ. Đọc tài liệu đọc từ bây giờ nha. Đó, để tránh trường hợp các bạn dồn lại đến gần ngày thi các bạn mới đọc. Thì khi đó tài liệu rất là nhiều, các bạn sẽ không kịp. Đó, thì thầy có gửi tài liệu cho các bạn tham khảo. Đó, đã gửi tài liệu ha. Đã gửi tài liệu cho bạn tham khảo. Rồi. Tiếp tục. Cái thứ hai nữa là trong quá trình học thực hành thì các bạn nhớ, trong quá trình học thực hành đó thì các bạn nhớ là lưu ý những cái gì mà thầy có note lại hoặc thầy nhấn mạnh để các bạn ghi lại để các bạn có thể đây thi được trắc nghiệm tốt cũng như thực hành tốt nữa nha. Ở trong quá trình học thì những cái gì người ta có thể cho thực hành, cho trắc nghiệm thì thầy sẽ note nhắc đi nhắc lại để các bạn nhớ. Đó, để khi gặp những câu tương tự như vậy các bạn sẽ làm nhanh hơn. Rồi, phần thực hành. Thực hành đó thì các bạn có khoảng 22 dạng ha. Nó và bạn thời gian làm bài các bạn khoảng 80, các bạn sẽ thi á là 8 đến 10 câu. Và thời gian làm bài các bạn khoảng 80 đến 100 phút. Đó. Và khi thi các bạn nhớ giùm thầy. Khi thi các bạn nhớ giùm thầy là thi mỗi phần nha. Mỗi phần phải từ 5 điểm trở lên. Đó thì bạn mới đầu nha. Mỗi phần thi các bạn phải từ 5 điểm trở lên mà mới đầu, không có tính trung bình nha, không có tính trung bình. Ví dụ như lý thuyết bạn được 5 điểm, thực hành bạn được 5 điểm thì bạn đậu, nhưng mà lý thuyết bạn 4 điểm, thực hành bằng 10 điểm thì bạn vẫn thi lợi nha, thi lợi cả thực hành và lý thuyết. Nên các bạn lưu ý sắp xếp thời gian ôn bài cẩn thận, sắp xếp thời gian ôn bài cẩn thận nó, và mình sẽ học cả lý thuyết và thực hành, cả lý thuyết và thực hành nó. Lý thuyết ở đây á, học ở đây theo kiểu là gì, các bạn tự đọc ở nhà là chính. Rồi bên cạnh đó trong quá trình học thực hành thì những cái dạng nào mà người ta có thể cho được trắc nghiệm thì thầy sẽ lưu ý cho các bạn đó, cũng như thầy hướng dẫn các bạn cũng như là phân tích cái ý đó người ta có thể cho được những dạng nào đó để các bạn làm. Rồi cái thứ hai nữa, và phần thực hành mình á có 22 dạng, trong đó đầu tiên là 12 dạng thống kê thì có consolidate nè, có subtotal, có pivot table, pivot chart, pivot table, pivot chart. Rồi thống kê bằng SUMIF, COLIF, SUMIF BEST, COLIF BEST, thống kê bằng công thức mảng. Đó. Thống kê bằng công thức mảng. Rồi thống kê bằng lệnh data table. Rồi. Rồi thống kê bằng hàm cơ sở dữ liệu. Đó. Rồi thống kê tiếp theo, thống kê bằng công cụ, đó là thống kê mô tả. Thống kê tương quan. Đó. Thống kê theo phương pháp trung bình động.
Đó, và viết phương trình y bằng ax cộng b, hoặc là viết cái phương trình y bằng ax một cộng bx hai cộng c. Đây là thống kê không, các bạn thấy là 12 dạng thống kê, riêng phần thống kê không là 12 dạng đó. Thì mình phải nhớ đó, và đọc đời mỗi dạng có sẽ có đặc trưng cái dấu hiệu cũng như đặc trưng của nó riêng, cũng như cách làm bài nó riêng biệt, nên các bạn phải nhớ từng dạng ra phân tích đời để mình làm cho nó đúng. Rồi đó. Tiếp theo các bạn đó là ràng buộc dữ liệu, rồi tô màu, Gonsheet, hàm tài chính, rồi mặt rô, VBA, server, lọc trích dữ liệu. Dò tìm bằng hlookup, vlookup. Và dò tìm bằng hàm index mat. Đó, đây là 22 dạng các bạn sẽ học. Và mình sẽ thi á là khoảng 8 đến 10 dạng trong đây. Khoảng 8 đến 10 dạng trong đây. Nên hầu như dạng nào mình phải học hết. Rồi, mỗi dạng nó sẽ có những cái dấu hiệu đặc trưng riêng cũng như từng bước làm riêng. Được chưa? Rồi, học quá thì các bạn nhớ nè, thì thầy cũng có một số cái lưu ý là coi bài trước. Đó. Mỗi buổi á thì thầy sẽ dặn các bạn hôm sau coi bài trước cái gì và coi nó ở đâu. Đó. Coi lại bài. Rồi. Làm bài tập về nhà. Cố gắng mỗi buổi sẽ có cái lượng bài tập về nhà tương ứng. Đó, nên các bạn cố gắng tranh thủ làm những cái gì thầy dặn và nhớ, hay làm bằng hết khả năng của mình. Nó có thể đúng hoặc là sai. Đúng thì thôi, sai thì mình sửa. Nhớ nha, làm bằng hết khả năng của mình và nộp lại bài. Đó, nộp bài thì các bạn là cái gì? Nộp toàn bộ file. Nộp toàn bộ file. Có nghĩa là ví dụ như hôm nay thầy dặn cái bài nào đó làm, hôm sau đã sửa rồi nhưng mà hôm sau nộp á, thì vẫn phải nộp lại bài đó. Được chưa? Tại vì nhiều khi á, thầy sẽ lấy dữ liệu để thầy dạy các bạn một vấn đề nào đó. Được chưa? Đó, hoặc là cái gì thắc mắc của bạn sẽ bạn làm rồi, bạn làm lại, bạn sẽ nhiều khi bạn sẽ thấy cái thắc mắc của mình. Đó, nên bắt buộc các bạn phải nộp hết. Đó, và thứ hai nữa là khi bạn nộp hết á, thì coi thầy mới quan sát được là bạn có làm bài lại hay không, bạn có làm bài hay không đó. Bây giờ nên cố gắng nộp. Rồi, đó là những cái lưu ý ha. Rồi tiếp theo á, khi học á thì các bạn nhớ nè, không biết thì các bạn cứ hỏi, hỏi nào hiểu thôi, hỏi thì hỏi nào hiểu thôi, nhưng mà đừng có ngại. Thì một cái dạng bài tập thì có thể có một hoặc n cách để giải, n hướng đi, thì thầy sẽ hướng các bạn đến cái đáp án của trung tâm. Tuy nhiên có cái thể cách đó là gì các bạn không hiểu đó, thì thầy sẽ dùng một cái cách khác để hướng dẫn các bạn, giúp các bạn hiểu được cái vấn đề đó tốt hơn. Được chưa? Nên nhớ không biết thì hỏi. Rồi rồi bây giờ thầy hướng dẫn các bạn cách sử dụng email. Cái đầu tiên là giáo trình tin bơi, giáo trình tin bơi. Thì đối với giáo trình tin bơi này á, thì các bạn nhớ nè, các bạn về nhà các bạn đọc và coi kết hợp với xem clip bài giảng ra để nó hỗ trợ cho bạn coi coi từng dạng bài tập có cái bước làm như thế nào, dấu hiệu nhận biết ra sao. Được chưa? Rồi các bạn cố gắng nha. Rồi cái thứ hai nữa là cái gì, file trắc nghiệm. Thì đây có tài liệu của bạn là trắc nghiệm nè đó. Được chưa? Các bạn tải về. Được chưa? Tải về và đọc thôi, tham khảo từ bây giờ. Rồi tiếp theo là cái gì, cái buổi 1, buổi 2, ôn buổi 1 và cái tô màu nâng cao. Thì đây là cái tài liệu để mình thực hành, tải về giải nén ra nha, tải về giải nén ra. Rồi
Bài giảng này thì đây các bạn thấy nè, đầu tiên các bạn thấy có công thức tính tuần của tháng và quý của năm. Tuần của tháng và quý của năm thì đối với những công thức này nè thì học thuộc lòng nha, cố gắng học thuộc lòng giùm thầy. Rồi hướng dẫn cài đặt lại máy, được chưa? Chúc thầy sẽ chỉ các bạn cái hướng dẫn cài đặt lại máy. Rồi mẹo Word Excel, đây clip này tuần thứ ba các bạn coi. Rồi bài giảng Excel nâng cao, đây có 4 clip ha, 4 clip nó sẽ là gần như là chương trình học của bạn sẽ nằm trong 4 clip này hết, được chưa? Nên các bạn cố gắng về nhà coi bài trước và xem những cái clip này kết hợp để xem lại bài mà thầy hướng dẫn các bạn trên lớp cộng với là bài tập. Rồi bạn nào mà hô thầy ơi em chưa biết hàm thì tham khảo giùm thầy cái clip này, các hàm thường dùng trong Excel, các hàm thường dùng trong Excel nó hỗ trợ cho các bạn. Rồi tiếp theo hướng dẫn ẩn xít, mở xít, bảo mật dữ liệu để này đọc để nữa thi trắc nghiệm. Bài giải Excel tham khảo, bài giải Excel tham khảo ở đây là gì? Những cái clip ở trình độ A. Đó, nó sẽ đưa các bạn vô một cái bài tập cụ thể, một cái bài tập cụ thể để các bạn nắm được cái kiến thức ở trình độ cơ bản, nhớ nha, ở trình độ cơ bản thì bạn mới làm được ở trình độ nâng cao. Tại vì ví dụ những hàm cơ bản, hàm let, hàm try, hàm meet rồi đó, đó mình không biết cách làm thì bây giờ các bạn tham khảo giùm thầy những cái clip này để coi coi người ta dùng sao đó để mình áp dụng cho đúng, được chưa? Rồi tiếp theo thì mình vô bài tập cụ thể nha, vô bài học. Thì đầu tiên thì hướng dẫn các bạn đó là con study day. Đầu tiên hướng dẫn các bạn đó là con study day nha. Rồi, thì công việc đầu tiên con study day là dấu hiệu nhận biết. Dấu hiệu nhận biết thứ nhất á, là các bạn có cái chữ con study day. Cái thứ hai nữa các bạn nhìn hình thì làm nhiều các bạn mới quen. Đó, cái thứ ba nữa là thống kê từ nhiều sheet. Rồi, nhiều bảng. Một cái là dữ liệu tự động cập nhật, cái tiếp theo dấu hiệu tiếp theo á là dữ liệu tự động cập nhật. Nó hoặc là có liên kết với nhau. Hoặc dữ liệu có liên kết với nhau. Đó đây là dấu hiệu nha, dấu hiệu những dấu hiệu mà đặc trưng để các bạn biết được đó là dùng con study day. Rồi bây giờ con study day thì có những bước sau. Bước 1. Copy tiêu đề. Bước 2. Dán ra vùng trống. Bước 3. Quét chọn tiêu đề vừa bát ra. Nó vừa dán ra. Rồi bước 4. Dùng Control đây. Nè, Control đây. Rồi, đây là 4 bước. Rồi ở đây các bạn lưu ý cho một bảng thì phân biệt giùm thầy. Phía trên này là tên bảng. Rồi còn cái này là tiêu đề. Tiêu đề. Phía dưới này là dữ liệu nha, đây là dữ liệu. Rồi. Thì người ta yêu cầu bạn là copy số lượng thành tiền tên hàng. Số lượng thành tiền tên hàng Ctrl C. Dán vùng trống Ctrl V. Đây, bước 2 xong. Và nhớ giùm thầy khi quy tắc. Một quy tắc là bạn copy tên hàng số lượng thành tiền, muốn copy cái nào trước cũng được. Copy cái nào trước cũng được. Ví dụ như bạn copy là số lượng với thành tiền trước. Đó. Rồi sau đó bạn mới copy tên hàng. Thì nhớ giùm thầy, bạn copy cái nào trước không quan trọng, nhưng mà quan trọng ở đây các bạn phải đặt đúng theo thứ tự từ trái qua phải, nó theo bảng dữ liệu ban đầu nha, đặt theo thứ tự từ trái qua phải theo bảng dữ liệu ban đầu, nhớ phải đặt đúng thứ tự từ trái qua phải nha, chứ không phải muốn đặt đầu đặt nha. Nó bạn copy cái này trước không quan trọng, nhưng mà khi đặt ra thì phải theo từ từ trái qua phải giống như bảng dữ liệu người ta đưa ra, chứ không phải muốn đặt sao đặt nha, không phải đặt sao đặt, nhớ đặt vị trí nào cũng được nhưng mà phải đúng cái vị trí, đúng theo thứ tự là từ trái qua phải, có nghĩa là tên hàng rồi tới số lượng tới thành tiền, chứ không có chuyện là số lượng thành tiền rồi tên hàng ở đây. Bước 3 quét chọn nha, phải quét chọn các tiêu đề nè, quét chọn nè các bạn, data constraint. Nếu bạn kiếm không có chữ constraint kiếm biểu tượng này giùm thầy. Rồi cái nào có sẵn cái mình delete bỏ,
đọc kỹ cơ, người ta yêu cầu sum come admin, bạn yêu cầu thống kê sum đặng chủ referent, đặng chủ referent này nhấp nháy nè, rồi bắt đầu quét từ tiêu đề cần đầu tiên đến tiêu đề cần cuối cùng. Nó các bạn thấy từ B3 nè đến G G3, sau đó bạn kéo xuống. Nó từ B3 các bạn quét đến G30. Từ B3 quét đến G30. Add nó vô. Top row left column là bắt buộc nha. Top row left column là bắt buộc. Ok. Tương tự, câu thứ hai consolidate thống kê số lượng thành tiền theo xuất xứ. Xuất xứ số lượng thành tiền. Một cái lưu ý nữa các bạn nhớ giùm thầy, từ lệnh consolidate thứ hai luôn luôn đặt nằm dưới consolidate thứ nhất. Từ lệnh consolidate thứ hai, từ lệnh thứ hai nha. Đó, rồi thứ ba thì giữ cái thứ hai, cái thứ tư thì giữ cái thứ ba, luôn luôn đặt nằm dưới cái thứ nhất. Data consolidate có sẵn, các bạn delete giùm thầy. Đọc kỹ sum come admin, bắt đầu quét từ xuất xứ đến thành tiền, kéo xuống từ C3 đến G30. Add vô top row left column, top row left column. Ok này, nó cực kỳ đơn giản. Rồi câu số 5, đây là câu 4 ha. Rồi bây giờ câu số 5 người ta nói gì đây? Dùng consolidate thống kê số lượng thành tiền. Đó, số lượng thành tiền ha. Rồi. Của 4 quý theo xuất xứ. Xuất xứ, số lượng thành tiền. Thì khi các bạn gặp cái chữ là người ta yêu cầu cập nhật dữ liệu thì cái bảng thống kê của bạn bạn dán ra nè, thì bạn nhớ phải đặt ở một cái sheet hoàn toàn mới. Phải đặt ở một cái sheet hoàn toàn mới không cùng với các sheet chứa dữ liệu. À, phải đặt một cái sheet hoàn toàn mới không cùng với sheet chứa dữ liệu. Rồi, quét chọn data consolidate. Cái nào có sẵn delete bỏ. Delete bỏ. Delete bỏ. Delete bỏ. Sum. Bắt đầu quét, di chuyển qua chữ quý 1 nè. Các bạn thấy nhảy chữ quý 1 nè. Xóa đi. Quét từ tiêu đề cần đầu tiên xuất xứ đến tiêu đề cần cuối cùng thành tiền, kéo xuống. Đó, các bạn quét từ gì? Cái sheet quý 1 từ C3 đến G23. Add vô. Sang sheet quý 2. Nó nhảy cho bạn liền nè, xóa đi. Từ C3 đến G mấy đây? Đến G23. Add vô. Sang quý 3. Từ xuất xứ đến thành tiền, kéo. Nó cũng là từ C3 đến G33. G23. Add vô. Sang quý 4. Xuất xứ đến thành tiền từ C3 đến G23. Add vô. Top row left column là bắt buộc, nhưng mà nếu đề bài người ta yêu cầu dữ liệu tự động cập nhật, dữ liệu tự động cập nhật hoặc dữ liệu giữa các bảng tính được liên kết với nhau thì nhớ check relink, nhớ check relink. Ok rồi, bây giờ trường hợp này các bạn, người ta dư nè thì mình xóa đi nè, delete. Rồi bây giờ muốn xóa, bạn lỡ làm sai muốn xóa cái bảng consolidate này, làm sai muốn xóa đi, thì công việc đầu tiên bạn quét chọn cái vùng lớn hơn cái consolidate. Sau đó bạn vô thẻ home, bạn chọn trong thẻ Excel nè, nó cụm gương nè, thì gồm gương đó, bạn chọn chế độ layer on trong thẻ home, rồi giữ nguyên nè, các bạn thấy vẫn giữ nguyên nha. Vô data chỗ anh group, các bạn chọn layer outline, anh group chọn layer outline. Rồi sau đó bạn thao tác lại. Câu số 6. Số 6 là làm bài gì đây? Số 6 bạn là pivot table, pivot chart. Thì dấu hiệu công việc đầu tiên, dấu hiệu của nó là có chữ pivot. Nó có thể là table hoặc là chart nha. Rồi, cái thứ hai là các bạn nhìn hình. Đó, rồi thứ ba nó là thống kê. Đó, thống kê mà lại có lọc. Hay thống kê mà lại có lọc, hoặc có từ phân trang. Nó phân trang, thì đây là những dấu hiệu các bạn nhớ để biết đó là bài toán pivot table, pivot chart. Thì bài toán pivot table, pivot chart thầy hay gọi là bài toán xếp hình, tại vì người ta cho cái hình bạn kéo bạn xếp làm sao phải giống cái mẫu thì bạn đúng, bạn kéo bạn xếp làm sao giống cái mẫu thì bạn đúng. Rồi thì đây cái mẫu người ta đưa ra là các bạn. Nó thế, đối với bài này thì các bạn cứ làm bình thường, các bạn vô insert, các bạn chọn pivot table nếu người ta yêu cầu pivot table, pivot chart nếu đề bài yêu cầu pivot chart. Rồi pivot table.
Cái này là data rain nè, table rain là bảng dữ liệu, quét hết bảng dữ liệu kể cả tiêu đề. Nhớ là quét tiêu đề thôi nha, từ A2 đến D18, từ A2 đến D18 nha. Rồi, vị trí xuất ở đây các bạn thấy nè, có new workset là xuất một cái sheet mới. Còn extend workset lúc hết xanh nè là vị trí bạn chỉ định. Đó, ở đây là chỉ định là chọn một ô, đảm bảo rằng là cách ở trên ít nhất là 3 ô. Cách ở trên ít nhất là 3 ô và bên tay phải phía dưới trống. Ở trên cách ít nhất là 3 ô bên tay phải phía dưới trống. Ok. Rồi bây giờ kéo cái hình, ta cho hình kéo nào giống thôi. Đó, còn nếu không á thì đây các bạn chú ý chỗ này nè, đây là lọc. Filter là lọc. Đó, người ta cho chữ nha, cho chữ thì cái nào lọc thì bạn kéo vô đây. Phân trang thì bạn kéo column. Cái nào phân trang thì bạn kéo column. Rồi còn lại row. Row là theo, cái nào theo các bạn kéo row. Rồi, value. Value các bạn là tính toán, hỏi cái nào tính toán cái value hết giùm thầy. Rồi bài này tên hàng, các bạn kéo tên hàng vô filter. Không giống, kéo xuống row. Rồi sum up thành tiền, kéo thành tiền vô value. Số lượng, sum up số lượng, kéo số lượng vô value. Số lượng vô value. Rồi cái đây value có một cái nhảy nè, bạn kéo chừng nào cho nó giống thôi. Ở đây thì kéo xuống row thì hai cái hỏi giống nhau. Rồi, bạn kéo bạn làm chừng nào nó giống mẫu thì bạn đúng. Câu số 7. Đây, bài này thì có hai yêu cầu ha, yêu cầu 1, yêu cầu 2. Thì các bạn insert by table thôi. Rồi, bảng dữ liệu, quét hết bảng dữ liệu kể cả tiêu đề. Quét hết bảng dữ liệu kể cả tiêu đề. Từ A1 đến F37. Vị trí xuất ở đây thầy làm ví dụ yêu cầu 1 trước. Chọn một ô đảm bảo rằng cách ở trên ít nhất 3 ô bên tay phải phía dưới trống. Ok. Rồi mã kho kéo vô filter giống, số lượng kéo vô value, mã vật tư kéo row. Tới bằng kéo chừng nào, bằng kéo nào giống mẫu người ta đưa ra thì bạn đúng. Giống mẫu đưa ra thì bạn đúng. Rồi tương tự yêu cầu 2. Insert pivot table. Đó, bảng dữ liệu từ A1 đến F37. Vị trí xuất chọn một ô đảm bảo rằng bên tay phải phía dưới trống, ở trên thì cách ít nhất là 3 ô. Ok. Rồi sum up thành tiền kéo vô value. Mã kho kéo vô row, mã vật tư kéo vô row. Giống cái mẫu, đúng. Nghe người ta cho mẫu thì bạn kéo chừng nào giống cái mẫu thì bạn đúng. Rồi, câu tiếp theo. Câu số 8. Thì đối với câu 8 này khác những câu kia là có thêm cái bản đồ. Đó, khác những câu kia là có thêm cái bản đồ vậy thôi. Chứ không có gì khó khăn lắm các bạn. Thì nguyên tắc làm thì các bạn vô insert, cái này bạn chọn pivot chart nha. Và pivot table. Đó, cái này mình chọn pivot chart, pivot table nha các bạn. Hồi nãy chỉ cần pivot table thôi, nhưng mà cái này có chart nữa. Rồi nguồn dữ liệu thì cũng y chang như nãy giờ làm. Đó, từ A1 các bạn quét đến A20. Rồi vị trí xuất thì chọn một ô. Đó, ở đây bảng này đi, cách ở trên ít nhất 3 ở bên tay phải phía dưới trống. Ok, thì nó có thêm cái chart thôi chứ không có gì hết các bạn. Sum up số lượng, value, tên nhân viên, row. Đó, rồi chỗ này nè các bạn nhấp chuột nè. Thì các bạn thấy tất cả những cái cột nè có 4 cái dấu chấm tròn. Đó, có 4 cái dấu chấm tròn. Rồi sau đó các bạn vô insert, các bạn chọn cái biểu đồ nè các bạn. Đó, rồi bạn chọn biểu đồ BE. Rồi 3D, BE 3D. Ok. Rồi mấy này bạn kéo ra chút xíu là được. Kéo ra chút xíu là được. Được chưa? Rồi. Câu số 9. Câu 9 bài toán đây là subtotal. Đối với toán subtotal thì dấu hiệu nhận biết đó là chữ subtotal. Cái thứ hai các bạn là nhìn hình. Cái thứ ba nữa là sắp xếp. Rồi thống kê. Nó rảnh lắm các bạn. Nó người ta yêu cầu bạn sắp xếp dữ liệu xong rồi mới thống kê. Nó chỉ có duy nhất bài subtotal mới có yêu cầu vậy thôi nha, những dạng khác không có. Rồi, thì ghi chú hôm nay là thống kê theo cái gì thì sắp xếp cái đó. Và cuối cùng là sắp xếp cái gì thì subtotal cái đó. Có nghĩa là sao? Nghĩa là ví dụ như bài này thống kê doanh thu theo tháng thì sắp xếp tháng, thống kê doanh thu theo quận sắp xếp quận,
Đó, để sắp xếp thì quét hết bảng dữ liệu, kể cả tiêu đề. Kể cả tiêu đề, các bạn thấy là thầy quét từ A2 đến D21. Vô data sort. Nếu đề bài yêu cầu cụ thể thì mình thực hiện theo yêu cầu. Không thì muốn sắp xếp tăng dần hay giảm dần cũng được. Rồi cái này thống kê sắp xếp tháng. Tổng doanh thu theo tháng tức là tháng về sắp xếp. Rồi, có quét tiêu đề check metadata, có quét tiêu đề check metadata. Rồi. Tháng tăng hay giảm đều được. Ok. Rồi, tiếp theo nếu lỡ bạn có đặt chuột ra ngoài vậy thì bạn quét lại nè. Quét lại cho đúng nha. Quét lại cho đúng chứ không phải muốn quét sao quét. Rồi, sau đó vô data chọn subtotal, data chọn subtotal. Dòng đầu tiên là cái bạn sắp xếp. Đọc kỹ sum sum admin. Rồi, bài thống kê doanh thu, check doanh thu, check 1, check 3. Ok. Rồi lỡ rơi chuột ra ngoài rồi, bây giờ bạn muốn sửa lại hoặc bạn muốn xóa làm lại thì bạn quét hết bảng nha, nhớ quét đến range total này nha. Nhớ quét đến range total này các bạn. Rồi, data constant subtotal. Sau đó bạn chọn remote on. Remote on. Ok. Rồi sau đó bạn làm lại thao tác bình thường.